ông Kinh Ozil. Khoản thù lao 350.000 bảng mà Ozil nhận mỗi tuần tại Arsenal là trở ngại chính khiến các đội bóng khác không dám rước về Mesut Ozil. Ngôi sao người Đức đang hưởng lương cao nhất ở Emirates nhưng đóng góp của anh cho câu lạc bộ là không nhiều. Huấn luyện viên Unai Emery cùng các thành viên trong ban lãnh đạo pháo thủ rất muốn đẩy Ozil đi nơi khác nhằm có thêm ngân quỹ tái đầu tư và cắt giảm quỹ lương đang ngày càng phòng tí. Chớ trêu ở chỗ, chẳng có đội bóng nào để ý đến Mesut Ozil anh từng nhận được sự quan tâm từ Fenerbahce và Besiktas nhưng rồi mọi thứ tắt ngúm khi Ozil nhất quyết không chịu giảm lương. Trước viễn cảnh đó, nhiều khả năng Arsenal sẽ tiếp tục phải nuôi báo cô Ozil mùa tới. Ngân quỹ mua sắm của The Gunners vẫn bị giới hạn ở con số 45 triệu bảng. Ba vị trí mà huấn luyện viên Unai Emery muốn tuyển tân binh chất lượng để nâng cấp đội ngũ là hậu vệ trái, trung vệ và tiền đạo lệch trái. Arsenal cũng đã nhắm đến một vài cái tên như William Silva, Kieran Tierney, Wilfried Zaha hay Carrasco nhưng đến hiện tại họ vẫn chưa chốt được bản hợp đồng nào